Song Hye-kyo 9 lần bị dính lời nguyền phim giả tình thật, nghi vấn từng cắm sừng Song Joong-ki. Kể từ khi gia nhập showbiz cho đến nay, Song Hye-kyo đã vướng tin đồn tình ái với hàng loạt nam diễn viên nổi tiếng. Gần như cứ đóng phim nào, Song Hye-kyo đều vướng tin đồn hẹn hò bạn diễn. Trong số đó đã có 3 người thực sự phim giả tình thật với cô và thậm chí còn nên duyên vợ chồng. Tuy nhiên, kết cục của những mối tình này đều rơi vào vực thẳm, đến mức công chúng còn kháo nhau rằng Song Hye-kyo không khác gì dính lời nguyền phim giả tình thật. Kim Min-jong. Có rất nhiều fan không biết rằng Kim Min-jong chính là mối tình đầu của Song Hye-kyo. Kim Min-jong là nam diễn viên đình đám một thời. Tên tuổi của anh gắn liền với hàng loạt tác phẩm thành công như Thiên thần hộ mệnh, Phẩm chất quý ông. Hiện tại, anh đang nắm giữ vai trò giám đốc điều hành phụ trách mạng phim ảnh tại SMCNC, công ty con của ông lớn SM. Song Hye-kyo vướng tin đồn phim giả tình thật với Kim Min-jong sau khi cùng nhau hợp tác trong bộ phim Thiên thần hộ mệnh. Ban đầu, cặp đôi dự kiến chuyện tình cảm, hẹn hò bí mật. Tuy nhiên, Kim Min-jong đã úp mở trước truyền thông về chuyện tình yêu của mình. Và cũng giống như nhân vật trong bộ phim Thiên thần hộ mệnh, Kim Min-jong khẳng định, cuộc đời này tôi muốn bảo vệ Song Hye-kyo. Tuy nhiên, từ đầu đến cuối, phía Song Hye-kyo giữ im lặng trước mọi tin đồn liên quan tới cô và Kim Min-jong. Sau này, khi có cơ hội bày tỏ nỗi lòng, Kim Min-jong đã nói về chuyện tình năm xưa. Chúng tôi đã không thể vượt qua sự phản đối của gia đình. Lee Byung-hun. Song Hye-kyo và tài tử thế giới Lee Byung-hun công khai hẹn hò trong năm 2003, sau khi cả hai cùng hợp tác trong tác phẩm truyền hình On In. Tài tử họ Lee cũng là người đàn ông đầu tiên mà nữ thần sinh năm 1981 công khai hẹn hò trước công chúng. Chuyện tình giữa hai ngôi sao chỉ kéo dài được khoảng một năm. Có rất nhiều thông tin khác nhau liên quan tới nguyên nhân khiến Song Hye-kyo, Lee Byung-hun tan vỡ. Trong đó gây sốc nhất chính là tin đồn nam tài tử đình đám nghiện sách. Huyên Bin. Song Hye-kyo quen biết Huyên Bin nhờ tác phẩm truyền hình Thế giới họ đang sống 2008. Sau khi phim đóng máy, hai ngôi sao vẫn giữ liên lạc với nhau. Thời gian ngắn sau đó, họ nhận ra sự quan tâm đặc biệt dành cho đối phương và quyết định vượt quá ranh giới tình bạn. Tháng 8 năm 2009, Song Hye-kyo Huyên Bin khiến cả showbiz châu Á chấn động khi công khai hẹn hò. Đáng tiếc, mối tình chỉ kéo dài được hơn một năm. Vào hôm 8 tháng 3 năm 2011, Song Hye-kyo Huyên Bin chính thức tuyên bố đường ai nấy đi, chỉ đúng một ngày sau khi nam ngôi sao lên đường nhập ngũ. Đến năm 2020, cặp đôi vướng tin đồn quay lại, nhưng hóa ra đó chỉ là tin đồn nhảm vì trong thời điểm này, Huyên Bin đã hẹn hò với Son Ye-jin. Jo In-sung. Song Hye-kyo và Jo In-sung có màn hợp tác để đời trong tác phẩm truyền hình đình đám một thời, Ngọn gió đông năm ấy. Bên cạnh những lời tung hô, cặp đôi chính còn đối mặt với hàng loạt tin đồn bủa vây. Đỉnh điểm là tin đồn Song Hye-kyo yêu đơn phương Jo In-sung, thậm chí còn chủ động mời bạn diễn đi ăn tối, nhưng không rõ là vì lý do gì mà nam tài tử lại từ chối. Trước bão tin đồn, Jo In-sung khẳng định mình và mỹ nhân họ Song chỉ là bạn bè đơn thuần. Về thông tin mời Jo In-sung dùng bữa, Song Hye-kyo cũng ra sức phủ nhận. Kang Dong-won. Song Hye-kyo và Kang Dong-won hợp tác lần đầu trong tác phẩm điện ảnh Camellia 2010, khi mỹ nhân sinh năm 1981 vẫn đang hẹn hò với Huyên Bin. 4 năm sau đó, hai ngôi sao tái hợp trên màn ảnh rộng qua tác phẩm My Brilliant Life. Trong lần này, họ đã vướng tin đồn phim giả tình thật. Vào thời điểm đó, truyền thông Hàn Quốc đã đăng tải tấm ảnh của cặp đôi màn ảnh do một người hâm mộ chụp được tại Pháp. Nguồn tin cho biết Song Hye-kyo và Kang Dong-won đã tranh thủ đi hẹn hò ở nước ngoài để tránh sự xăm soi của phóng viên. Thông tin này sau đó đã bị đại diện của hai diễn viên bác bỏ. Song Joong-ki. Có thể nói, Song Joong-ki chắc chắn là mối tình phim giả tình thật khó quên nhất trong cuộc đời Song Hye-kyo. Hai ngôi sao nảy sinh tình cảm trong quá trình quay phim. Họ công khai mối quan hệ vào tháng 7 năm 2017. 3 tháng sau đó, hai ngôi sao tổ chức đám cưới thế kỷ trong sự chúc mừng của người hâm mộ toàn châu Á. Tháng 6 năm 2019, Song Joong-ki đệ đơn ly dị Song Hye-kyo, đặt dấu chấm hết cho câu chuyện tình từng khiến bao người ngưỡng mộ. Kể từ đó đến nay, cặp đôi liên tục vướng nghi vấn đá xoáy ám dĩ nhau mỗi khi đối phương có biến. Park Bo Gum. Theo trang QQ, trong quá trình quay bộ phim Encounter, Song Hye-kyo và Park Bo Gum đã nảy sinh tình cảm với nhau. Đáng chú ý, vào thời điểm đó, mỹ nhân họ Song vẫn còn là vợ của Song Joong-ki. Nguồn tin cho biết thêm, Song Joong-ki phát hiện Park Bo Gum chủ động nhắn tin mập mờ cho Song Hye-kyo. Song Joong-ki còn phát hiện vợ mình chủ động quyến rũ Park Bo Gum qua camera giám sát trong nhà tới 2 lần. Trước tin đồn là người thứ 3, phía Park Bo Gum đã lên tiếng phủ nhận mạnh mẽ, đồng thời tuyên bố sẽ đâm đơn kiện những kẻ tung tin đồn thất thiệt. Tuy nhiên, từ việc là anh em thân thiết, Song Joong-ki, Park Bo Gum đã không còn xuất hiện cùng nhau sau nghi vấn dây dưa tình cảm với Song Hye-kyo. Jang Ki-yeon. Cặp đôi màn ảnh Song Hye-kyo và Jang Ki-yeon hứa hẹn sẽ gây bão khắp châu Á trong thời gian tới qua tác phẩm Now We Are Breaking Up. Ngay lập tức, nhất cử nhất động ngoài đời thật của hai nghệ sĩ đã được dân tình xăm soi nhiệt tình. Netizen đã nhanh chóng để mắt tới một vài chi tiết bất thường. Trong một hình ảnh được lan truyền rộng khắp trên mạng, có thể thấy Song Hye-kyo hoàn toàn quay lưng lại phía bạn diễn nữ Choi Hee-seol. Thay vào đó, cô đứng sát rạc Jang Ki-yeon và tay phải của nữ diễn viên dường như đã vòng qua người ôm lấy tình trẻ kém 11 tuổi. Hành động này của Song Hye-kyo khiến cộng đồng mạng đặt nghi vấn về mối quan hệ thời điểm hiện tại giữa cô và Jang Ki-yeon.